Sáng ngày 29 tháng 10 tại nhà thi đấu Trung tâm Thể thao Văn hóa, Ban tổ chức Hội khỏe Phù Đồng thị xã tổ chức khai mạc giải đá cầu Hội khỏe Phù Đồng thị xã Đông Triều lần thứ 10 năm 2019. Đá cầu là một trong số 7 môn thi đấu của Hội khỏe Phù Đồng thị xã Đông Triều năm nay. Tham gia giải có 297 vận động viên đến từ 58 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên địa bàn thị xã. Các vận động viên sẽ tranh tài ở 5 nội dung gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Hội khỏe Phù Đồng là giải thể thao học đường được tổ chức 4 năm một lần. Đây là sân chơi bổ ích cho các em học sinh từ tiểu học đến trung học phổ thông trên địa bàn thị xã. Hội khỏe Phù Đồng sẽ tập hợp đông đảo lực lượng vận động viên xuất sắc ở tất cả các môn thi đấu, qua đó giúp ban tổ chức tuyển chọn các vận động viên xuất sắc thành lập đội tuyển tham gia thi đấu cấp tỉnh và cấp quốc gia. Các em tham gia giải đá cầu lần này, ngoài tìm kiếm thành tích cho bản thân và nhà trường, thì đây còn là cơ hội để các em giao lưu, học hỏi, rèn luyện ý chí quyết tâm, nghị lực, bản lĩnh thi đấu, tính kỷ luật và tinh thần đồng đội, đồng thời nâng cao sức khỏe, phát triển thể chất và hoàn thiện nhân cách. Giải sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 29 đến 31 tháng 10 năm 2019.